Dạ vâng, hôm nay shop có một chút thời gian rảnh thì lên cho các bác và anh em về một số cái dòng van để cho anh em chơi Condo và FX nhé. Đấy, bên em thì cung cấp cho các bác tất cả các dòng van bình để cho bác chơi những cái loại BCB, Condo, FX, Benjamin các bác và Talon. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về 5 cái mẫu van và báo giá công khai cho các bác và anh em nhé, và hai mẫu bình này. Đặc biệt là hôm nay em tri ân khách hàng nhé. Khi các bác mua một bộ van sẽ được khuyến mại theo một phần quà cực kỳ là hấp dẫn nhé. Đấy, cái này thì tất cả các bác khách hàng mua van đều sẽ được khuyến mại tặng quà các bác nhé. Đấy, đây thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác về 5 mẫu van, 2 mẫu bình. Có đây phần quà của bác ngày hôm nay đây nhé. Các bác mua van sẽ được khuyến mại theo một cái van nạp chân 8 nhé. Van nạp chân 8 này anh em có thể lắp được tất cả các dòng van ở trên màn hình nhà em ngày hôm nay nhé. Một cái van nạp chân 8 này thì giá trên thị trường đang bán là 70.000 cho đến 80.000 một chiếc nhé. Thì hôm nay các bác mua một van sẽ được khuyến mại tặng theo một cái van nạp chân 8 như này về anh em lắp soi cua nhé. Đó, để anh em soi cua. Hoặc một số anh em mình dùng lâu ngày rồi nó hư hỏng cái van nạp, các bác cũng có thể mua cái van nạp mới nhé. Cái này là van nạp chân 8 hàng xịn sò chính hãng công ty, có nắp chụp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, ok chưa? Chỉ có 80.000 thôi các bác nhé. Đấy, hôm nay các bác mua một sẽ được khuyến mại một nhé. Bây giờ em sẽ báo giá cho bác về một số cái dòng van để cho anh em chơi những con Condo trước nhé. Condo thì các bác có thể tham khảo qua 1, 2, 3 cái dòng van này. Còn hai cái dòng bên này thì để cho bác chơi FX nhé. Đấy, đây bây giờ em sẽ giới thiệu luôn cho bác về cái con van cờ đích kết hộp mở nhé. Đây, cờ đích kết hộp mở này, các bác nhìn USNO BK5657 hàng chính hãng công ty nhé. Cái này đời mới nhất 2024 thì sẽ là dùng khuyên xoay các bác. Đấy, nắp chụp đây, nắp chụp thì vẫn giống mẫu 2023 nhé. Cốc test áp thì là phiên bản rồng các bác. Đấy, cái mẫu này thì mới 2024 thì đã cải tiến rất là nhiều các bác nhé. Đấy, cải tiến đây là gì? Hồi hơi, hồi áp nhanh, chống xì sọt và bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Đấy, một con van như này thì bên em đang bán giá công khai 750.000 nhé. Khuyến mại tặng cho anh em thêm một con van nạp chân 8 như này, chỉ giá 80.000 nữa các bác nhé. Đấy, khuyến mại cho anh em, đấy là quyền lợi của các bác nhé. Các bác mua một van sẽ khuyến mại một cái van nạp chân 8 như này, trị giá 80.000. Thì con van này giá bao nhiêu? 750.000 bao ship tận nhà cho bác nhé. Bác nào mà cần chỉnh áp xả ra thì bên em cũng sẽ hỗ trợ chỉnh áp xả cho bác luôn nhé. Đấy, còn bác nào mà chơi những cây xà lung này, xuyên phá này, các bác chơi những loại kẹo lớn này thì em lên cho bác cái mẫu van cricket hộp mở nhé. Cricket khoang áp lớn các bác nhé. Đấy, con này cũng van hộp mở này, nhưng mà khác bọt là cái ở cái khoang áp này các bác nhé. Đấy, khoang áp này là khoang áp lớn, thì nó các bác chơi trong quá trình các bác chơi thì những cái loại kẹo ví dụ những loại kẹo nó có cái độ sát thương cao, ví dụ như 635 hoặc là xuyên phá hoặc xà lung, thì các bác cần khoang áp lớn này để nó tăng cái độ sát thương và độ uy lực của cái củ của bác nhé. Đấy, một con van cricket hộp mở này thì giá công khai cho các bác là 1.1.000 nhé. Con này là hàng chính hãng công ty nhé. Đấy, chính hãng công ty luôn, chứ không phải là về Việt Nam anh em độ lại cái khoang áp lớn, anh em chạy CNC ra cái khoang áp này. Cái này là hàng chính hãng công ty, người ta chạy máy thì là đã được tính toán và kiểm soát hết các mọi thứ, nên hạn chế tối đa về cái phần tật lỗi xì sọt cho anh em nhé. À, người ta thiết kế từ nhà máy nên mọi thứ nó sẽ đồng bộ từ A đến Z, các bác chơi các bác cứ yên tâm nhé. Một con van cricket như này nhé thì em báo giá công khai cho các bác và anh em nhé, 1.1.000 nhá, van khoang áp lớn nhá, bao ship tận nhà cho các bác tới nơi, các bác kiểm tra trước khi toán nhá. Bên em ship cút COD 63 tỉnh thành nhá. Đây, bác nào chơi những cây hạ ngắm thì em lên cho bác cái con van cricket. Đây, con này là van Z các bác nhá. Đấy, con van Z này thì hôm nay em bán cho anh em giá khuyến mại cho các bác nhá, giá là 850.000 các bác nhá. Đấy, hôm nay khuyến mại cho anh em con van Z này giá chỉ có 850.000 thôi, van Z cricket này các bác này, để cho anh em chơi những cây hạ ngắm nhá. Đấy, đây cái này thì bên này đồng hồ này là đồng hồ hơi này, bên này đồng hồ háp các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì hàng nguyên bản chính hãng công ty, anh em về không phải độ chế cái gì cả. Một số anh em có cái van dài như này, anh em mua thêm cái khớp jack về anh em độ thì nắm núng nó vẫn bị xì sọt các bác. Đấy, nhưng các bác mua cái hàng nguyên bản như này thì bao cho anh em bao xì bao sọt bao bền bao xịn sò luôn cho các bác nhé. Đấy, vì hàng chính hãng công ty thì bao giờ người ta làm nó cũng khớp easy nhau 100%. Đấy, còn các bác mua cái khớp Z này về
nắp cũng được, nhưng lắm lúc nó bị xì sọt ngoài ý muốn thì các bác làm con van mới này cho em, giá khuyến mại cho anh em 850 các bác nhé. Con van Z cờ đế kép để cho anh em chơi những cây hạng ngắm nhé. Còn là bác nào chơi những cây FX thì em sẽ lên giới thiệu đến cho bác về hai cái dòng van của ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, đầu tiên thì lên cho bác con van này là con van 1/2 các bác nhé, để cho anh em chơi những cây FX này. Con van 1/2 nó khác con van kia cái gì? Thì nó khác cái là nó không có cái khoang áp ở đây các bác nhé. Đây các bác nhìn này, những cái con van này nó có khoang áp ở trên, con van 1/2 nó không có khoang áp ở trên. Thì những con này để cho anh em chơi phù hợp với những cây FX nhé các bác cứ. Đầu này các bác gắn vào bịch, đầu này các bác gắn vào quy là các bác chơi thôi. Đấy. Còn bác nào chơi con đô các bác muốn lấy van này cũng được. Thì ví dụ van của các bác hỏng nhưng nó vẫn còn cái khoang áp này thì các bác mua con này, cái này về các bác xoáy vào các bác dùng nhé. Đấy. Van 1/2 như này thì bên em đang bán giá công khai cho bác và anh em nhé, 600.000 nhá, bao ship tận nhà cho bác nhé. Đấy. Tất cả các bác mua van của ngày hôm nay sẽ được khuyến mại tặng theo một cái van nạp chân 8 như này các bác nhé. Đấy. Là giá không đổi nhá, van nạp chân 8 này thì em đang bán giá thị trường là 80.000 nhá. Đó. Còn đây cho bác các bác một con van Dream này để cho bác chơi những cây QK2 hoặc những cây quy sói hai lỗ các bác nhé. Đấy thì đây là một cái mẫu van Dream 7075, mẫu van huyền thoại cho bác nhé. Các bác nhìn qua một vòng cho em nhé. Đấy. Các bác nhìn tất cả nhé, từ những cái chữ này nó rất chi là cái độ hoàn thiện khá là cao các bác nhé. Đấy, nhìn nó sắc nét này. Đây, cái chỗ chỉnh áp cho các bác ở đây nhé. Ở ngoài nó có khuyên bằng đồng này và trong bằng inox, hàng này là hàng full inox cho bác luôn nhé. Đây, đồng hồ báo áp đây là 30 MBA này. Đấy, còn bên này là đồng hồ báo hơi 40 MBA các bác nhé. Đấy. Khi các bác mua con van này thì em sẽ chỉnh áp test cho các bác cẩn thận nhé. Đến nơi các bác xem, các bác kiểm tra, nhìn trên đồng hồ hơi này, đồng hồ áp này, nó vẫn có cân là ok nhé. Còn đến nơi các bác xem mà nó không còn hơi, không còn áp thì cái van đấy nó đã bị tật, bị lỗi thì các bác tuyệt đối không nhận nhé. Đây, cái này đến nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Một con van Dream này thì bên em đang bán giá khuyến mại là 1.1 triệu các bác nhé. 1.1 triệu bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy, bác nào đang xem video thì các bác cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ shop ngày càng phát triển hơn các bác nhé. Còn về bình thì em sẽ giới thiệu đến cho bác cái mẫu này là mẫu bình nhôm đít tròn. Giá công khai cho các bác con bình nhôm đít tròn này bao nhiêu ạ? 550.000 con bình nhôm đít tròn, sơn alloy trong ngoài cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đấy, giá này em cam kết các bác mức giá tốt nhất trên thị trường nhé. Chỉ có 550.000 thôi các bác nhé. Đấy, giá cực kỳ là rẻ nhé. Còn là bác nào muốn nâng cấp này, lên đời này thì các bác có thể tham khảo sang cái dòng bình carbon ban đắt cho em nhé. Bình carbon Bắc Đa. Con bình này là bình 042 nhé, và bình 05 em cũng có ấy. Các bác nhìn này, bình 042 nó sẽ có chữ 042 ở giữa này đấy, còn bình 0.5 nó sẽ có chữ 0.5 ở đây nhé. Vì nhiều anh em thắc mắc cái bình 042 này sao nó lại chỉ to bằng cái bình 36 thôi đấy. Nhưng thực ra này nhiều bác không để ý cái vấn đề này nhé. Đấy, thì một con bình nhôm là một con bình carbon như này, giá là 1.850.000 các bác nhé. Có đủ size số cho anh em từ 036, 042 đến 0.5 nhé. 1.850.000 nhé. Còn bây giờ em báo giá lại cho bác tất cả dòng van này. Van Dream là 1.1 này. Van 1/2 là 600 nhé. Van Condo độ khoang áp lớn là 1.1 triệu. Van Cricket Z là 850.000 nhé. Còn con van thẳng dài này giá là bao nhiêu ạ? 750.000 nhé. Các bác mua sẽ được khuyến mại tặng theo một cái van làm 1.8 như này. Đây là phần quà của shop gửi tặng đến các bác khách hàng thân thương nhé. Đấy, thì một cái video rất chỉ là ngắn thôi. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và gặp lại các bác và anh em ở những video sau.